Xin chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây hoa hồng đào cổ các cỡ, hoa hồng đào cổ nhá, cực kỳ đẹp luôn, hàng bịch vải thuần, hàng này về các bác mua lên chậu thì đẹp, nói chung là nó xuất sắc luôn. Cây này nhà em tán 2m2 và cao cây của nó tầm 2m rưỡi, rất đẹp luôn. Bác nào mà mình đang chuẩn bị về nhà mới, mình cần set up biệt thự sân vườn, mình chưa biết trồng cây gì thì các bác hãy trồng cho em cây hoa hồng đào cổ nha các bác nhé. Các bác hãy trồng ngay cho em cây hoa hồng đào cổ nếu các bác chưa biết trồng gì. Đây là một trong những giống hồng mà được nhiều người yêu thích nhất, dễ trồng, dễ chăm sóc nhất và nó đẹp bất chấp cả nắng hè. Thời tiết để hoa hồng nó ra hoa đẹp thì nó sẽ kéo dài từ tháng 9 âm cho đến hết tháng 3 âm. 3 tháng hè thì hoa nó sẽ kém hơn nhưng nó vẫn rất là đẹp nhá. Cây này thì Bắc Trung Nam đều trồng được. Và chu kỳ lập hoa của hoa hồng thì nó hay hơn các dòng cây khác. Các cây khác thì thường nở theo mùa, nhưng chỉ riêng cái thằng hoa hồng này là nó sẽ nở quanh năm. Chu kỳ lập hoa của nó sẽ là 30 đến 35 ngày một lứa hoa nha mọi người nhá. Cứ các bạn chơi cứ hết khoảng 30 đến 35 ngày thì các bạn tiến hành các bạn cắt tỉa hoa. Đây, đây là bông hoa hồng đào cổ. Đây là bông là nó đang bị vỡ form bởi vì cái thời tiết mùa hè rất là nắng nóng. Nó đang bị tàn, bông hoa là tàn hoa nhá, nên là nó bị hơi bị hỏng form ấy. Bởi vì nó tàn hoa rồi. Nếu mà ngày rộ hoa thì hoa nó sẽ khác, nó sẽ to hơn, đẹp hơn. Đây là ví dụ như một cái chùm hoa này, các bạn chơi hết hoa nhá. Các bạn đo một gang tay. Bông hoa nó tàn các bạn đo một gang tay và các bạn cắt tỉa đi thì nửa sau nó sẽ lại ra hoa. Tính từ ngày cắt tỉa cho đến khi các bạn có một cái lụ này nó chỉ khoảng tầm 20 ngày sau là các bạn sẽ có một cái lụ này để chơi hoa tiếp này. Các bạn cắt tỉa đi thì các bạn sẽ có một cái lụ tiếp như này, khoảng 20 ngày sau cắt tỉa là các bạn sẽ có một cái lụ tiếp như này để chơi hoa nha mọi người nhá. Bạn kia bạn ấy đang đứng nói chuyện với mọi người. Đây, đang đứng kia. Cây này thì hoa quanh năm, là hoa hồng đào cổ. Đây, hàng này nhà em là hàng thuần bịch, trồng trong cái bịch to, về nên các bạn không lo bị trột, không lo hỏng cây, không lo trột cây. Cây này là cao cây của nó là 2m rưỡi, tán của nó là tán 2m2, tỉa dáng hình cây thông Noel nhé mọi người nhé. Tán tỉa tán hình cây thông Noel. Và khi mà nếu mà các bạn mua về các bạn lên chậu ấy, các bạn có thể trồng dưới đất và các bạn lên chậu thì nó sẽ được một cái chậu như thế này. Khi các bạn lên chậu thì sẽ được một cái chậu hoa như thế này. Cái ưu điểm của cái dòng bụi mà tỉa tán thông như thế này này, nó hay hơn các dòng chi khác ấy, thì là các bạn sẽ được ngắm hoa từ cái phần mặt cho đến phần ngọn luôn. Lúc nào xung quanh cây các bạn được ngắm hoa tứ phía luôn, nó không bị khuất, nó không bị lấp. Nên là các bạn được ngắm tứ phía luôn nhé, nó là ưu điểm của cái dòng tỉa tán thông này. Nếu mà mình mà tỉa tán tròn này, nhiều khi nhiều cây cao ấy, là trên phần đỉnh các bạn sẽ không ngắm được hoa. Còn cây này các bạn ngắm được hoa tứ phía luôn, bởi vì mình tỉa theo dáng của cây thông ấy, cây tùng. Cây này em bán giá là 5 củ rưỡi một cây nhá. Hai cây nó sẽ là 11 củ ạ. Hai cây nó sẽ là 11 củ, cây cực kỳ đẹp. Cây cực kỳ đẹp, tán rất là to, sum, dày, đẹp, mịn. Hàng này nhà em làm rất là chắc chắn này. Ở đây là có cái khung, cái vòng sẵn này các bạn ạ. Đây là cái vòng sắt nhá. Cái vòng sắt này làm là bẻ không bẻ tán về, mọi người chỉ việc tưới nước và ngắm hoa thôi. Còn đây là cái bịch vải này, bịch rất là to, bịch này bịch 60 nhá, đảm bảo đi vận chuyển xa không trột không hỏng cây. Bắc Trung Nam đều trồng được nhá các bác nhá. Cây cực kỳ to này, anh Tuân ơi. Để mình gọi ông Tuân ra, ông ấy đứng đằng sau cái cây để cho mọi người xem. Phải có người mẫu đứng thì các bạn mới biết là cái cây nó to như thế nào và gần như là người khi người đứng là các bạn nuốt cây luôn. Cây này đi. Đây ạ. Các bạn nhìn nhá. Rồi, nuốt người luôn, ông Tuân đi vào phát nuốt người luôn, rung rung đi. Đấy, hơi rung rung cây này, các bạn nhìn này, hơi rung rung cây này. Tán của nó hơn 2m, 2m2 nhá bạn nhá. Cây này hoa hồng này, tán của nó tán 2m2 và cao cây của nó cũng khoảng tầm 2m2. Cây cực kỳ đẹp luôn, hoa hồng đào cổ. Các bạn có thể trồng một hàng ở dưới đất, ở các bồn cây, ví dụ các bạn trồng ở cơ quan. Các bạn trồng ở các cơ quan, các doanh nghiệp, các xí nghiệp thì các bạn có thể trồng dưới đất, trồng một hàng cây. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoặc các bạn trồng lên chậu. Lên chậu thì các bạn sẽ được một cây như thế này. Lên chậu, đây là cây này, cây nhỏ, cây lên chậu là mình là cây nhỏ nhá. Đây là khi lên chậu thì mình cũng sẽ được một cái cây nó cỡ kiểu như này. Thì hình dáng của nó khi lên chậu nó sẽ như này nhá mọi người nhá. Lên chậu thì nó đại khái hình dáng sẽ như này. Đây, còn khi cây ở dưới đất thì nó sẽ như này nhá. Bỏ cái tay cầm ngang ra nó bịt mẹ mấy cái cam à, cái loa rồi còn đâu. Bịt loa bao giờ anh bị sao đấy? Tay dưới này cầm không ra cầm điện thoại chứ. Mọi người em nói mọi người nghe thấy không đấy? Có nghe thấy này? Có nghe thấy?
Đây. Thì cái cỡ này thì em Thủy chăm bón rất là dễ anh ơi, chăm bón rất là dễ nhanh nhá. Cây hoa hồng, chăm bón hoa hồng thì mình chỉ cần đều nước đều phân thôi. Đều nước đều phân tức là mình ngày nào mình cũng phải tưới. Ví dụ như thời tiết mùa hè này thì ngày mình tưới 1 đến 2 lần. Còn thời tiết mùa đông thì ví dụ thời tiết mà hôm nào mà mưa phùn nhiều thì mình không cần phải tưới, nhưng mà hôm nào mà thời tiết khô khô ấy thì một ngày mình tưới một lần, cứ làm sao đảm bảo đủ nước, đều nước là được. Chứ mình đừng để cứ khoảng 3 ngày mình không tưới, xong là 2 ngày không tưới, xong bắt đầu mấy ngày liền lại tưới liên tiếp vào thì cây nó sẽ không tốt cho cây đâu. Mà mình cứ đều đặn. Cứ ngày tưới một lần, ngày tưới một lần. Còn khi cây mình chơi cây xong, khi cái hoa mình muốn cây nó ra được nhiều hoa như ở vườn thì mọi người nhớ nhá, khi cây nó tàn hoa, ví dụ như cái này là tàn này, là mọi người phải tiến hành cắt tỉa luôn, cắt vào ít tối thiểu nhất là một gang tay. Cắt tối thiểu một gang tay nhá. Khi cây nó tàn cái là mình phải cắt tỉa luôn. Cắt vào một gang tay cho em. Cắt sao cho cái tán nó tròn, nó tán nó tròn là được. Cây này em bán 5 củ rưỡi ạ. Cây này em bán 5 củ rưỡi, tán thì cực kỳ tròn đẹp luôn, và hàng này nhà em là làm theo tán hình cây thông Noel. Nên là các bạn ngắm hoa được tứ phía, nó dày răm dày tán và gần như là xung quanh nó tròn nhá, nó không bị lép tán. Không bị lép tán, bởi vì nhà em đã kéo tán rất là tròn rồi. Cây này là cây hoa hồng đào cổ nha các bạn nhé. Hoa hồng đào cổ, một trong những giống hồng cổ hoa đẹp nhất. Tông màu hồng, sắc màu hồng tươi sáng nhé mọi người nhé. Màu hồng này, màu hồng rất là tươi sáng. Đây là bông hoa là nó độ tàn rồi, là nó tàn rồi nhá. Còn khi mà hoa nó nở đúng độ đẹp của nó thì bông hoa sẽ to và đẹp hơn. Còn những bông này là những bông hơi tàn tàn rồi. Màu sắc màu hồng tươi sáng nhá. Các bạn có thể tra mặt hoa ở trên GG. 5 củ rưỡi nhá bạn nhá. 5 triệu rưỡi đấy, không phải là trăm đâu. Không phải trăm đâu, mà là nó là triệu đấy. Đây. Tán 2m2, cao cây khoảng 2m rưỡi. Cao cây khoảng 2m rưỡi và tán của nó là xung quanh này. Đón bón phân định kỳ thì bón như nào? Bón phân định kỳ thì mình 1 tháng mình bón khoảng 2 lần. Lần thứ nhất là khi các bạn cắt tỉa hoa nhá, ví dụ như cái cây này nó đang em đang ví dụ là cái cây này nó tàn hết hoa nhá. Thì các bạn lấy kéo các bạn cắt tỉa hoa. Và lưu ý là khi mình cắt tỉa hoa là mình chọn cái hôm thời tiết nó khô ráo, nó có nắng. Đấy là thời tiết đẹp ý, thì mình cắt tỉa hoa. Tại sao mình chọn những ngày hôm khô ráo? Mình hạn chế tối đa cái việc cắt tỉa hoa vào những ngày mưa nhá. Bởi vì những ngày mưa thì dễ sinh lấm bệnh. Còn mình cắt vào những ngày nắng ráo thì cái cành mình cắt là nó sẽ bị tổn thương ấy. Thì khi những trời nắng ráo thì nó sẽ xe cái đầu mình vết cắt thương cắt lại, thì là cây nó sẽ không dễ bị mắc nhiễm bệnh. Còn nếu mà mình cắt vào những hôm trời mưa lồm ẩm ấy thì là cây nó đã bị tổn thương, mình vừa cắt xong là nó sẽ bị kiểu như mình vết thương ấy, mình bị nước mưa rồi các thứ, các loại nước nó vào ấy thì sẽ không tốt. Thì là mình sẽ cắt, thì mình đã chọn là những ngày nắng ráo thì mình cắt tỉa xong cái là mình tiến hành mình bón phân luôn. Mình cắt tỉa xong cái là mình bón phân, đấy gọi là bón phân lần thứ nhất nhé bọn em, gọi đấy là bón phân lần thứ nhất. Mục đích của nó là để cho cây sau một cái quá trình cây nó vừa ra hoa rực rỡ xong thì nó sẽ bị kiệt sức, thì mình cắt tỉa đi và mình bón phân cho nó để cho nó bật mầm, để cho nó bật mầm, nó tăng cường sức sống cho nó. Thì sau khi mình bón phân, đây này, khi mà mình cắt tỉa xong mình bón phân ấy, mình bón phân được khoảng 20 ngày là cây nó sẽ ra được cái lụ như này. 20 đến 25 ngày là cây nó sẽ ra được một cái lụ như thế này nhá. Sau bón phân khoảng 25 ngày là cây nó sẽ bật được cái mầm đỏ như thế này, nụ đỏ như thế này. Thì sau khoảng 20 ngày, được khoảng 20 ngày thì mình cắt lần thứ nhất, khi mà cây nó có lụ đỏ này, các bạn nhìn thấy cây nó ra cái lụ đỏ đỏ mẩy 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 như này rồi, thì mình bón phân lần thứ hai. Là mình bón phân lần thứ hai, mục đích của lần bón phân lần thứ hai là để cho bông hoa nó sẽ, cái lụ nó sẽ được mẩy hơn này, bông hoa khi nở ra nó được đậm màu hơn này, và bông hoa nó nở ra được to hơn. Vì trong thành phần phân mình có thể bón là mình bón phân thì mình sẽ bón phân chuồng, ví dụ như là phân lợn, phân bò, phân dê, hoặc các bạn đón bón đỗ tương như bọn em nhà vườn này này, là bọn em đa số đều bón cái đỗ tương xay ấy, cái đỗ tương mà người ta làm đậu ấy nhá, là mình bón cái đỗ tương xay đấy ra, mình trộn lẫn cả lân đen, thì là mình bón thì là cây nó sẽ rất là tốt cho cây. Và cái kiểu trong đỗ tương nó rất là giàu đạm, nhưng mà đạm của đỗ tương nó đạm thực vật, nó rất là mát cho cây nhá. Mình có thể bón đỗ tương kết hợp thêm một chút lân đen, vì lân đen nó có tác dụng làm tốt rễ. Lân đen này tác dụng làm tốt rễ, còn đạm này nó tăng cường sức sống, nó bật cho cây nó khỏe. Thì các bạn chỉ cần bón hai cái loại này thôi là cây nó sẽ rất là phát triển tốt luôn. Đây, cây nhà em thì rất là tròn tán. Hai vợ chồng nói giọng giống nhau nhỉ? Thực ra là dân Hưng Yên nhà em hình như đều nói giọng như vậy ấy. Có thoát thân cao hơn không bạn? Có nhé bạn Bếp Việt Vlog nhá. Bạn Bếp Việt Vlog ơi, bạn nhắn tin cho mình vào số điện thoại mình để ở đầu kênh. Bạn nhắn tin cho mình vào phần số điện thoại mình để ở đầu kênh ấy. Mình sẽ gửi ảnh. Tại ở vườn này của mình thì không có hàng thoát thân. Nhưng mà bạn muốn mua hàng thoát thân, bạn cứ kết bạn vào số điện thoại mình để đầu kênh ấy. Thì lát nữa mình xuống live mình sẽ gửi ảnh cho bạn cái cây thoát thân. Đây là cái cây này thì không phải hàng thoát thân, nhưng mà nó là hàng bụi rất là đẹp.
Hàng bụi rất đẹp, hàng bụi làm tán thông, làm cái này còn cầu kỳ hơn hàng hàng thoát thân nhá. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái cây. Đây ví dụ như cây này nhá, mình sẽ cây này nó thoáng này, mình sẽ đi qua một vòng cho các bạn xem này. Tứ phía tức là cái cây các bạn chơi, xác định chơi một cái cây tán thông như thế này nhá. Thì các bạn đặt cái cây ở giữa sân, các bạn tứ phía nó đều đẹp, chứ có những cái cây là nó sẽ bị khuyết tán. Nó sẽ đứng ở phía này thì đẹp, đứng ở phía kia nó không đẹp. Nhưng mà cái cây này của mình nó tròn tán, các bạn đứng tứ bề luôn đều đẹp luôn. Đây nhá. Đấy, đi ra góc này này. Đấy, cây nó vẫn đẹp này. Đấy, đi ra góc này cây vẫn đẹp. Mà đi ra góc đằng sau này nhá. Mình đi ra góc đằng sau này luôn. Cây nó vẫn đẹp luôn. Đi ra góc đằng sau này cây vẫn đẹp luôn này. Nó vẫn tròn tán, nó vẫn đẹp, nó vẫn dày. Mình bọn mình là thuê thợ là kéo cho tán nó tròn tứ phía luôn, đứng ở góc nào cây nó cũng đẹp luôn. Các bạn chỉ cần trồng một cây này, các bạn để đặt nó giữa sân, đặt cho nó vào trong chậu, đặt nó giữa sân. Nên nhà bác nào sân rộng, bạn kê giữa sân thôi là sẽ được một cây rất là xuất sắc mà nó tròn tán luôn. Đấy, thấy không? Mình đứng ở tất cả các góc tán của nó nhá, mà nó đều đẹp luôn đấy. Đây, cái này nó cũng thế. 10 cây như một nhá, 10 cây như một luôn. Cây thì cỡ cây nó cùng một cỡ cây, bọn mình làm giống nhau này. Đấy, tán phía nào nó cũng tròn, nó cũng cân đối, nó hài hòa. Nó rất là đẹp. Cây này là dễ, hàng dễ chăm sóc nhá. Hàng dễ chăm sóc. Đấy. Bác nào mua hàng thì IB và số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 969 162 214. Hoặc đây là cây hoa hồng đào cổ này. Cây hoa hồng đào cổ này. Cây đào cổ là các bác mua thì giá cây này thì nó sẽ rẻ hơn cái cây tán thông của em nhá. Cây này của em là cây đào cổ này, các bác mua thì giá của nó chỉ có 3 củ thôi. Cây đào cổ này các bác mua giá có 3 củ này. 3 củ thôi, bán giá rẻ này. Cây này là 3 củ nhá. 3 triệu thôi ạ. Cây này là cây 3 triệu. Bác nào ưng cây này này, các bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy đầu kênh là 969 162 214 thôi em. 969 162 214 em Thủy bán 3 củ giá lên xe tại vườn. Củ giá lên xe tại vườn ạ. Quá rẻ luôn, em Thủy bán giá cực kỳ hợp lý. Cái này giá có 3 củ lên xe tại vườn. Còn cái cây tán thông này thì là 5 củ rưỡi nha các bạn nhá. Cây tán thông này là 5 củ rưỡi. Cây tán thông này là 5 củ rưỡi này. Em lúc nãy em có suy nghĩ là hay là bán 6 củ. Nhưng mà thôi, bảo là thôi, mình bây giờ mình bán rẻ đã, mình bán rẻ để tương tác đã, chứ còn em là em định là bán giá nó 6 củ cơ. Nhưng mà thôi, bán cho mọi người giá 5 củ rưỡi thôi. Để giao lưu. Ồ, con này đẹp này, cái này kín nì luôn này, cái này cực kỳ đẹp luôn. Hoa màu hồng đào nhá, màu phấn là màu hồng đào. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy đầu kênh là 969 162 214 thôi em. Đây là hoa hồng đào cổ nhá các bác nhá. Hoa hồng đào cổ. Đấy, cái này là 5 củ rưỡi nhá. Còn ngoài ra thì nhà em có cả hàng phân khúc. Cái loại khác nữa, hàng phân khúc cho các bạn mà ít tiền. Ít tiền cũng được chơi cây nhá. Cũng không phải là mình phải chơi cái hàng đắt tiền đâu. Bây giờ em đi ra cái chỗ mà cây phân khúc nó chỉ vài trăm ngàn thôi. Bây giờ có cây vài trăm ngàn cho mọi người thì mọi người có ưng không? Vài trăm ngàn thôi. Lát nữa em sẽ phát ảnh phát cây Sapa hàng 1.3 củ. Mọi người chờ em nát. Có cả hàng rẻ, hàng vừa tiền, hàng đắt tiền, hàng vừa tiền. Các bác xem nay, mỗi bác cho em xin một tim, một like, một chia sẻ với mọi người ơi. Mỗi bác cho em xin một ít tương tác đây. Cổ Sapa này. Cổ Sapa này. Cổ Sapa hàng vừa tiền này. Đấy. Dành cho các bác mà vừa tiền nhá. Đây này, hàng vừa tiền đây này. Hàng vừa tiền nhá. Đấy, hàng vừa tiền này. Những bác nào mà mình ít tiền ấy, mình chơi hàng này cho em. Hàng này của em là hàng vừa tiền đây. 400k một cây. 400k một cây nhá. Cây rất là đẹp, đây là hồng cổ Sapa nhá.
Bác nào ít tiền các bạn chơi cái hàng này cho em. Đấy, bác nào ít tiền các bác chơi cái hàng này cho em. Hồng cổ Sapa, một trong những bông hồng cổ đẹp nhất, được nhiều người yêu thích nhất. Đấy, các bác ít tiền các bác chơi hàng này cho em nhá. Cái hàng này em ship từ 2 cây nhá. 400k một cây, em ship đơn từ nhận đơn từ 2 cây. Các bạn có thể rủ nhau mua để mua chung nhá. Rủ nhau để mua chung. Mua chung đơn ấy. Đây. Cây như thế này, đẹp như thế này. 400k thôi. 400k một cây nhá. Rồi, cây đẹp như này. Em ở Văn Giang Hưng Yên nha nhá. Em ở Văn Giang Hưng Yên. Cây này em bán 400k một cây, em ship từ 2 cây nhá. 400.000 một cây nhưng mà phải ship từ 2 cây thôi, nhưng mà ít quá thì em lại không ship được. Ít quá nhà xe nó không nhận đơn đấy, chứ không phải em không nhận đơn mọi người đâu. Giá lên xe tại vườn chưa có ship nhá. Giá này giá lên xe tại vườn chưa có ship nhá. Là giá 400.000 một cây. Bán cực kỳ rẻ luôn, bán bằng giá xỉ chứ khách xỉ mua xỉ luôn đấy. Khách không vừa rồi lấy 20 cây cỡ này em còn bán 350. Bây giờ khách mua lẻ 1 2 cây bán có 400. Quá rẻ luôn, đây là hồng cổ Sapa nhá. Ai ưng thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào số điện thoại em Thủy ở đầu kênh là 969162214 nhá.